Và hôm nay Trung muốn giới thiệu đến mọi người một công nghệ cực kỳ hay trên các dòng xe điện của VinFast nếu có Apple CarPlay. Thì đây là chiếc xe VF8 mà mình đã thực hiện thành công. Có thể nói mình là người đầu tiên được sở hữu, được cắm thử, được trải nghiệm. Và bây giờ thì mình review đến cho mọi người. Để nếu như mọi người có nhu cầu đến cái sản phẩm này thì liên hệ ngay cho anh em Trung Auto nha. Rất nhiều anh em chủ xe chê màn hình VinFast rất to, rất nhiều công nghệ, nhưng mà đi xe không thể xem được video, không có bản đồ cảnh báo tốc độ hay là không thể xem được thời sự. Vì vậy, đây là quả Android Box. Đấy, nó giống như điện thoại và chúng ta chỉ việc cắm đầu tai C này. Và đầu còn lại thì chúng ta cắm vào USB zin của xe. Đó là xong. Đây, màn hình sẽ chuyển lên một cái logo là ZTEC và nó sẽ chuyển sang thành màn hình Android. Đó, hiện tại mình chưa kích hoạt vòi điện tử. Vào đây anh em nhìn này. Với cái Android Box này mình đang sử dụng đó là DX14 với cấu hình là RAM 8GB, ROM 128GB và được sử dụng con chip là Qualcomm 6125. Đây là con chip cao nhất của Android Box hiện tại. Đó, và bây giờ ấy, mọi thứ các bạn nhìn đó là chúng ta có thể nghe nhạc, xem phim tất cả và cũng bằng ra lệnh ông nói. Nhưng cái điều đặc biệt đó là khi chạy ở trên đường chúng ta vẫn có thể xem được thời sự, vẫn có thể xem được video hay là vẫn có bản đồ cảnh báo tốc độ, cảnh báo phạt nguội của biển map. Điều đặc biệt hay đó là khi mà chúng ta chạy xe ấy, thì màn hình nó vẫn hiện lên để chúng ta xem video. Ví dụ nhá, mở video nhạc trẻ remix trên YouTube. Đang mở nhạc trẻ remix trên ứng dụng YouTube. Đó, thì hoàn toàn chúng ta bằng ra lệnh giọng nói, ra lệnh giọng nói để mà nghe nhạc rất là tiện luôn. Và chúng ta dù có bạn có chạy 50, 60, 70 hay 100 thì màn hình vẫn hiện lên. Cái này thì nó giúp cho người bên cạnh có thể giải trí thêm, xem thêm những cái video, học thêm những cái kiến thức. Bây giờ mình sẽ thực hiện là mở kênh VTV. Đấy là một ứng dụng rất hay dành cho các chủ tịch. Mở kênh VTV1. Đang mở kênh VTV1 trên ứng dụng VTV Go. Đó, thì nó sẽ mở ở trên cái ứng dụng là VTV Go. Đấy, chúng ta sẽ có được kênh VTV và đi trên đường chúng ta nghe thời sự, xem đá bóng hay là mọi cái thông tin của đài truyền hình Việt Nam. Đấy, 100% lên trên này luôn. Rồi thêm một cái ứng dụng nữa rất là hay. Đây, mình sẽ thoát ra này. Đây là bản đồ có cảnh báo tốc độ của Việt Map. Chỉ đường tới sân bay Nội Bài qua ứng dụng Việt Map. Đang chỉ đường đến sân bay Nội Bài trên ứng dụng Việt Map. Đó. Đây là một cái ứng dụng của người Việt Nam giúp cho chúng ta đi không bao giờ lo. Ví dụ như ở đây có camera phạt nguội này. Đấy, camera phạt nguội vừa nhắc luôn. Và ở đây ấy, thì nó giới hạn tốc độ của chúng ta. Ví dụ như bạn chạy 19 km, còn đây bên cạnh là tốc độ giữa cái đoạn đường này là 60. Đấy, giới hạn là 60 thì nó bắt mình quay lại. Và gần như cái bản đồ cảnh báo tốc độ này chính xác lên đến 98% anh em ạ. Ngoài ra thì anh em có thể sử dụng được thêm rất là nhiều thứ, bởi vì bản chất của cái box này thì nó giống như một cái điện thoại thông minh. Anh em thể tải hàng ngàn ứng dụng ở trên cái cửa hàng CH Play này. Đấy, để tải ví dụ như bất kỳ một cái trò chơi hay một cái ứng dụng nào. Với một cấu hình khủng như này thì anh em hoàn toàn yên tâm luôn. Đó, chúng ta có thể tải thêm rất nhiều. Và cái điều đặc biệt hay đó là ra lệnh giọng nói để mà nghe nhạc, để mà chỉ bản đồ. Ví dụ như ở đây là cái ra lệnh của Vin này. Nhưng nó có một cái ra lệnh của cái phần mềm này, chúng ta giữ vào cái nút voice. Đấy, và chúng ta có thể đọc bất kỳ một điều gì. Ví dụ như là mở nhạc, xem video, nghe video, xem truyền hình. Hay là giá vàng hôm nay ví dụ nhá. Giá vàng hôm nay thế nào? Hiện tại vàng SJC tại Hồ Chí Minh có giá mua vào là 66.800.000 đồng một lượng, giá bán ra. Tin tức đá bóng ngày hôm nay. Mình chưa hiểu rõ ý bạn, để nghe tin tức. Nghe tin tức thời sự. Giá xăng dầu hôm nay, ngày 1 tháng 8.
tăng lần thứ 3 liên tiếp, sắp chạm mốc 24.000 đồng trên lít. Tăng lần thứ 3 liên tiếp anh em ạ. Nói chung là một chiếc xe điện đã là vô cùng thông minh. Thì khi mà anh em sở hữu rồi, anh em có thể trang bị thêm một cái Android Box để giúp cho cái chiếc xe của mình nó trở nên công nghệ hơn, nó có thể xem được video, nó có thể có bản đồ cảnh báo tốc độ. Và gần như là khi mà các bạn đổi xe khác ấy, thì chúng ta chỉ việc rút cái box này sang xe khác là xong thôi, chúng ta không mất đi giá trị đồng tiền mình bỏ ra. Đấy là rất là hay. Ngoài ra thì Trung Auto có chương trình là trả góp miễn phí 0 đồng đấy, dành cho anh em mà muốn trả dần dần. Thì nếu mà anh em có nhu cầu về Android Box thì có thể liên hệ cho anh em Trung Auto nhá. Bên mình thì có tất cả những cái dòng Android Box ở trên thị trường Việt Nam. Và cũng có khá nhiều ưu đãi dành cho anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Bye bye.